Làm sao để đổ mồ hôi? Sao cậu chỉ rủ có một mình ba con vậy hả? Con, anh nhìn đi, mỗi lần em nói gì ra là Ni Cha đều xiên xỏ em vậy đó. Em có tội lỗi gì đâu chứ. Cậu nói ai? Ai xiên xỏ? Bà con, anh nhìn kìa, em có tội lỗi gì đâu chứ. Cậu ấy cứ kiếm chuyện với em hoài. Mắc gì em phải kiếm chuyện với chị ấy. Ôi, Charlie, sao cậu ấy tập luyện chăm chỉ dữ vậy? Cậu cho cậu ấy uống cái gì hả? Chắc vậy rồi, y hệt hôm trước. Không có đâu, mà là tôi đã kể lại hết mọi chuyện cho cậu ít nghe rồi. Là hai người đang nghi ngờ cậu ấy bị người ta dụ cho dùng ma túy. Sau đó bác sĩ Pira đã khuyên cậu ấy nên tập thể thao để phân tán suy nghĩ, không nghĩ đến chuyện ma túy nữa đó. Bác sĩ nói là em không phải đã bị nghiện nặng, chỉ cần tránh xa ma túy là sẽ ổn. Tụi anh không yên tâm. Em muốn rủ anh cùng em tập cho đổ chút mồ hôi đó. Làm sao để đổ mồ hôi? Sao cậu chỉ rủ có một mình ba con vậy hả? Con, anh nhìn đi, mỗi lần em nói gì ra là Ni Cha đều xiên xỏ em vậy đó. Em có tội lỗi gì đâu chứ. Cậu nói ai? Ai xiên xỏ? Bà con, anh nhìn kìa, em có tội lỗi gì đâu chứ. Cậu ấy cứ kiếm chuyện với em hoài. Mắc gì em phải kiếm chuyện với chị ấy. Chị ấy có chuyện gì để cho em kiếm chứ. Cậu muốn gì đây? Sao? Khoan. Sao? Hai người bình tĩnh, bình tĩnh lại. Chưa bao giờ thấy mình có giá vậy luôn. Rồi, em kể anh nghe chuyện trong quán bar đi ít. Phải chú ý hơn, đừng để đám phóng viên tới đây làm phiền nữa, nhất là bọn người của SKTV. Hiểu rồi ông chủ. Mày muốn bám riết tao không buông có phải không, thằng ba con?